Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Ok chị, thế là cháu bắt đầu gì là bắt đầu dùng cho cháu thế nào hả chị? Cháu mình tầm 7 tháng. 7 tháng. Bị cháu bị viêm phổi cấp, viêm họng cấp, viêm mũi cấp. Thế xong lại bị vàng da, bị thiếu máu, thiếu sắt đấy. Cái cháu sốt. Sốt thì thực sự ra thì mình tình cờ mình gặp Quyết thôi. Thế thì mình đi mua canxi với kẽm cho cháu, thì mình gặp Quyết thì thôi, vào đây thì đủ tiền lấy một hộp. Thế về cũng không dám dùng cho cháu ngay, mà bà dùng trước 2-3 ngày gì đấy, xong bắt đầu mới dám cho cháu dùng. Tại vì bà cũng bị mấy cái u ở cổ này, rất là sưng đau luôn, sốt. Thế mình dùng 2-3 ngày mình thấy nó nhẹ đi, bắt đầu giấu con để cho cháu dùng. Thế thì dùng 2-3 ngày mình thấy bé nó hết sốt. Thế độ khoảng 1 tuần. Tức là mỗi ngày một gói luôn. Thế 5 ngày hết, bé hết sốt luôn. Hết ho, đến bây giờ thì hết ho mà rất là khỏe luôn. Miễn dịch. Đúng rồi. Đấy, thì mình nghĩ là cái này nó tăng hệ miễn dịch tuyệt vời. Đấy, thì mình thì cái bệnh của mình đây mũi đốt. Trước đây thì nó cứ cục lên như là cái quả ổi. Thế bây giờ nó chỉ uống, từ khi uống mới có một hồi mà nó chỉ đỏ lên xong mà nó ngứa là nó xong lại dịu đi, chứ nó không sưng cục ụ lên như trước nữa. Thì mình thấy nó rất tốt, mà mình thì làm nghề đông y. Thế nên mình cũng muốn tìm cái dòng sản phẩm này để mà giúp cho những bệnh nhân của mình, đặc biệt những bệnh nhân ung thư. Bởi vì bệnh nhân ung thư bây giờ rất nhiều, mà trong cái lĩnh vực đông y của mình thì khắc phục rất là khó. Bởi có những người họ không thể uống nước trắng được. Đấy, như là những người chạy thận ấy. Cứ cách ngày chạy thận một lần. Thế mình rất là thương họ và muốn tìm đến sản phẩm gì mà hạn chế cái mức độ tối thiểu về cái mặt kinh tế. Đấy, về thời gian đó, nhưng mà tăng được cái hiệu quả về cái chất lượng để nâng cao cái sức khỏe cho họ. Đấy, tức là hiệu quả cao nhất nhưng mà cái giá trị về hợp cái lý. Nó lại giúp được cho cộng đồng. Đấy, nên là cái đấy là cái niềm đam mê của mình, là mình muốn đi tìm một cái dòng sản phẩm. Nhưng chị thấy là sau một chỉ có một thời gian chị dùng trải nghiệm cho một hộp cho 2-3 cháu, thì chị thấy là cái sản phẩm này nó có phù hợp với lại nhiều người không? Với rất nhiều người sợ đắt. Từ trẻ nhỏ bé tí mới viết lẫy viết bò mà nó dùng được, cho đến các cụ hàng trăm tuổi cũng dùng được. Mình nghĩ nó là sản phẩm của cộng đồng, của công chúng, ai cũng dùng được. Đấy, mình dùng được, cháu mình dùng được thì nhiều người sẽ. Mà cháu mới có 7 tháng đúng không? Đúng rồi, 7 mà tháng. Mà chị là trước có cái hạch, hai cái hũ u ở trong cái sau tai to không? Sau tai nó rất là to luôn, nó phồng ở nơi. Mà bây chị giờ bị cái u đấy lâu không ạ? Lâu lắm, hàng mấy chục năm. Như thế thì chị phải dùng, tới là chị phải dùng tiếp ấy, cho nó hết hẳn đi. Trước đây mình nói thật sự ra mình cũng giấu con, giấu cháu mình dùng sản phẩm Thiên Sư nhiều lắm, phải đến 200 triệu. Mình mới được người như thế này, bởi vì nó hàng mấy chữ, mười mấy cái khối u. Đấy, thì bây giờ mình thấy khỏe mà hết thì mình chắc chắn là cũng sẽ phải dùng để cho mình khỏe, để cho và hy vọng rằng tới đây là sẽ sang tháng là sẽ có một buổi chia sẻ ở khu nhà chị đúng không ạ? Mình nghĩ là như thế, bởi vì cũng rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi mình để mình giúp cho họ. Vâng, xin giới thiệu đây các anh chị, đây là chị Tuyết, là một trong những người mà có duyên với ngành đông y, là từ cái vấn đề là chăm sóc sức khỏe cho mình. Sau đó thì ngày hôm nay chị mong muốn đang đi tìm các giải pháp và tìm các sản phẩm tốt hơn cho khách hàng và cho bệnh nhân của mình. Và ngày hôm nay thì chị từ Duy Tiên và chị xuống tận Bình Lục. Vâng, và rất là cảm ơn chị, và hy vọng tới đây là sẽ được đồng hành cùng với chị để giúp cho, đầu tiên cho sức khỏe cho gia đình, cho bản thân, cho gia đình, rồi cho bạn bè, rồi cho cộng đồng. Vâng, em cảm ơn chị. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất mong gặp lại mọi người nha. Vâng, ok.